Ban đầu, họ sát hại không thương tiếc những người trí thức. Họ gọi bọn em là lũ ăn bám của xã hội. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng có sự phân biệt nào nữa. Ai cũng có thể bị đập đầu tức khắc nếu tên lính áo đen cảm thấy là có tội.